Kính chào quý vị khán thính giả, kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của tin tức 24 giờ. Bản tin từ sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được truyền đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những thông tin chính ngay sau đây. Nữ công nhân ở Thanh Hóa bị nước cuốn trôi trong đêm, không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trên cả nước có mưa rông, khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá. Lào Cai, mưa đá rông lốc làm 4 huyện vùng cao bị thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng. Nữ công nhân ở Thanh Hóa bị nước cuốn trôi trong đêm. Kính thưa quý vị và các bạn, đi qua đập tràn trong đêm tối khi trời đang mưa to, một nữ công nhân ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã bị nước lũ cuốn trôi. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vạn Xuân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ đi qua đập tràn trong đêm tối khi trời đang mưa to. Một nữ công nhân ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là chị Trần Thị Giờ, sinh năm 1984, trú tại thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân. Trước đó khoảng 20 giờ 30 ngày 10 tháng 5, chị Giờ cùng một số người bạn đang làm công nhân tại nhà máy may xã Xuân Cẩm trên đường trở về nhà. Lúc này trời mưa to khi đến đoạn đập tràn sông Nhồng nối giữa thôn Ná Mén, xã Hàng Cáu, Vạn Xuân thì nước lũ chảy mạnh. Do vội về nhà nên chị Giờ đã liều vượt qua đập tràn vì bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Giờ. Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trên cả nước có mưa rông, khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá. Theo Trung tâm của Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 12 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trên đất liền ngày 12 tháng 5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 21 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Chiều tối ngày 12 tháng 5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do vậy, chuyên gia khuyên cáo cách ứng phó với mưa dông tốt nhất là người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật những bản tin dự báo thời tiết trước khi di chuyển hoặc tham gia hoạt động ngoài trời, đồng thời lên lịch trình phù hợp để tránh bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C. Phía Nam có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C. Trên biển từ chiều và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5. Riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động. Ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Từ ngày mai Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Ngoài ra ngày và đêm nay ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ
có mưa rào rải rác có dông, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước vào ngày mai, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ C. Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Phía Nam có nơi trên 31 độ C. Các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía Nam có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Lào Cai mưa đá dông lốc làm 4 huyện vùng cao thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng. Theo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, trận mưa đá và dông lốc trong những ngày vừa qua đã làm thị xã Sapa cùng với huyện vùng cao Mường Khương, Simacai, Bát Sát thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa dông, dông lốc và mưa đá ở một số xã huyện Mường Khương, thị xã Sapa. Dông lốc mưa đá tại xã A Mú Súng, huyện Bát Sát, huyện Simacai liên tục xảy ra trong thời gian không làm thiệt hại về người nhưng làm 204 nhà trên 8.247 tấm lợp bê tông xi măng bị thiệt hại, trong đó thiệt hại về nhà ở trên 70%, từ 30 đến 70% ở ba xã Nậm Chảy, Lùng Vai, Lạp Pan Tần của huyện Mường Khương với 66 nhà, 138 nhà thiệt hại dưới 30%, chủ yếu ở thị xã Sapa, huyện Bát Sát, Simacai và Mường Khương. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 0,15 ha mạ, lúa mới cấy ở phường Cầu Mây, thị xã Sapa bị thiệt hại trên 70%, 41,1 ha hoa màu bị ảnh hưởng dưới 30% tại thị xã Sapa, huyện Văn Bàn, Bát Sát, Simacai và 15,34 ha cây ăn quả ôn đới ở huyện Simacai bị thiệt hại. Một nhà văn hóa ở thôn Sấn Bản, xã Nậm Chảy, huyện Mường có 80 tấm lợp bê tông xi măng bị vỡ. Hai công trình tại huyện Văn Bàn gồm thủy lợi Nậm Cần, xã Dần Thàng sạt lở ta luy dương làm gãy đoạn mương chiều dài 5 m và thủy lợi Nậm Miện, bản Bô, xã Thẩm Sương do mưa lớn gây vùi lấp tuyến mương với chiều dài 1 km. Mưa lớn cũng làm hư hỏng các vật dụng, tài sản có giá trị khoảng 60 triệu đồng của các hộ dân phường Cầu Mây, Hàm Rồng và xã Bản Hồ, thị xã Sapa. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, thống kê tình hình thiệt hại theo quy định, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, sớm ổn định đời sống của người dân vùng thiên tai. Đến nay đã cơ bản khắc phục được nhà ở do bị dông lốc mưa đá làm hư hỏng, ổn định cuộc sống của người dân. Chính quyền địa phương các huyện và thị xã Sapa đã vận động tuyên truyền người dân chủ động khắc phục thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Đối với cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhân dân thống kê, khắc phục tạm thời để đảm bảo hoạt động bình thường. Các công trình hạ tầng đang được khắc phục. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trên kênh 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ tin tức 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.